7 loại sữa cực tốt cho bệnh tiểu đường, uống vào cả đời không lo biến chứng. Để chọn được loại sữa phù hợp với tình trạng bệnh, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, lại kiểm soát tốt đường huyết, quả là điều không dễ. Những loại sữa có nguồn gốc từ thực vật, sữa tách béo hay trên thị trường hiện nay có bán một số loại sữa công thức cũng rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường. 7 loại sữa dưới đây sẽ giúp người bệnh tiểu đường vừa bổ sung được những dưỡng chất thiết yếu, lại giúp kiểm soát lượng đường cực tốt. 1. Sữa đậu nành. Trong sữa đậu nành có chứa senuno, một chất có tác dụng ngăn ngừa việc hấp thụ đường, nên rất có lợi cho bệnh nhân tiểu đường. Sữa đậu nành cung cấp nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như magie, natri, kali, giúp người bệnh ổn định huyết áp. Ngoài ra, sữa đậu nành còn có tác dụng tuyệt vời trong việc làm giảm các cholesterol xấu và hạn chế sự tích tụ mảng bám ở thành động mạch, tăng cường sức khỏe cho hệ tim mạch. Loại sữa này còn có tác dụng làm giảm mỡ máu, từ đó giúp đẩy lùi những biến chứng nguy hiểm mà bệnh tiểu đường gây ra. Có thể nói, sữa đậu nành là lựa chọn hoàn hảo cho người bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, người bệnh tuyệt đối không được sử dụng sữa đậu nành chung với trứng hay đường đỏ, không để sữa trong bình giữ nhiệt và lưu ý đừng uống chung với các loại thuốc. 2. Sữa hạnh nhân. Cũng giống như sữa đậu nành, sữa hạnh nhân là một loại sữa có nguồn gốc từ thực vật, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng khi mắc bệnh tiểu đường. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy dùng sữa hạnh nhân rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường vì có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giúp điều tiết insulin phù hợp. Những dưỡng chất trong sữa hạnh nhân cũng rất tốt cho quá trình giảm cân với hàm lượng calo thấp. Một nghiên cứu mới đây của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ chỉ ra rằng trong sữa hạnh nhân có thành phần riboflavin giúp sản sinh tế bào máu và phóng thích năng lượng từ carbon hydrate hấp thu vào. Chính điều này giúp cho sự trao đổi gluco trong cơ thể được tốt hơn. Người bị tiểu đường được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng sữa hạnh nhân để cải thiện tình trạng bệnh. 3. Sữa bột Abbott's Glucena. Đây là loại sữa có nguồn gốc từ Mỹ, rất phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường. Với công thức hệ bột đường tiên tiến và chỉ số đường huyết thấp, được tiêu hóa từ từ giúp người bệnh ổn định đường huyết. Thành phần của sữa gồm nhiều các vitamin và hỗn hợp chất béo đặc chế, giàu axit béo không no một nối, đôi cùng omega 3 rất tốt cho hệ tim mạch. Nhờ vậy mà người bị tiểu đường khi sử dụng loại sữa này luôn có một trái tim khỏe mạnh, giảm thiểu các biến chứng tim mạch mà bệnh gây ra. 4. Sữa bột Vinamilk Dinicena. Vinamilk đã cho ra đời dòng sữa Dinicema. Dinicena dành riêng cho bệnh nhân tiểu đường với nhiều đặc điểm ưu việt. Với công thức được nghiên cứu dựa trên khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về chỉ số đường huyết GL, sữa Dinicena có được sự cân bằng tối ưu cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết với chỉ số đường huyết thấp. Điều này giúp cho người bệnh có được cuộc sống khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, khi sử dụng loại sữa này, cơ thể người bệnh sẽ được bổ sung các chất đạm và chất béo chiết xuất từ thực vật như đậu nành, dầu mè, các vitamin và khoáng chất cần thiết cũng như inositol có trong sữa không chỉ giúp bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể mà còn giúp quá trình kiểm soát đường huyết được tốt hơn. 5. Sữa bột Diabetcare của Nutifood. Đây là dòng sữa bột mà Nutifood dành riêng cho bệnh nhân tiểu đường. Nó có công thức đặc biệt với chỉ số đường huyết thấp là sự kết hợp cân đối giữa isomaltose, maltitol và factorơ giúp ổn định đường huyết. Bên cạnh đó, hệ chất xơ thực vật và guazam có trong loại sữa này sẽ làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Trong sữa bột Diabetcare còn có chứa các axit béo không no có nguồn gốc thực vật, an toàn cho người sử dụng, tốt cho hệ tim mạch, giúp ổn định huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. 6. Sữa Broche của New Zealand. Sữa bột không béo Broche giàu canxi được làm từ sữa bò tươi nguyên chất của New Zealand với hàm lượng canxi cao tự nhiên từ sữa và rất giàu đạm, 33% protein, các vitamin và khoáng chất magie, sắt, kali, natri giúp tăng cường thể lực. Sữa bột không béo Broche giàu canxi không chỉ bảo vệ, giúp xương chắc khỏe và phòng chống bệnh loãng xương, mà
mà còn chứa hàm lượng biotin cao, hay còn gọi là vitamin H hoặc vitamin B7, rất tốt và quan trọng cho da, tóc và móng. Sản phẩm không đường, không hương liệu, không chất bảo quản. Sữa giúp bổ sung năng lượng cần thiết cho người bệnh mà không làm tăng đường huyết sau khi uống. Sữa Dinbin Drink, dinh dưỡng cao năng lượng cho người tiểu đường. Một lựa chọn mới cho người bệnh tiểu đường về dòng sữa công thức dạng nước giàu dinh dưỡng nhập khẩu từ Đức của tập đoàn dược phẩm Fresenius Kabi, sản phẩm dùng để kiểm soát chế độ ăn của bệnh nhân đái tháo đường, cung cấp dinh dưỡng hoàn chỉnh, năng lượng cao, 300 calo, chai 200ml. Công thức bột đường biến đổi được tiêu hóa từ từ, giúp đường huyết tăng từ từ và được giữ ổn định. Chỉ số đường huyết GL thuộc nhóm thấp, dưới 5 năm, giúp hỗ trợ cải thiện sự kiểm soát đường huyết. Sản phẩm giàu chất béo tốt, có lợi cho sức khỏe tim mạch như axit béo không bão hòa đơn và triglyceride chuỗi trung bình EBA từ dầu cá, giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết và lipid huyết, kháng viêm hiệu quả. Hàm lượng đạm cao, cung cấp năng lượng, tái tạo và duy trì khối cơ cho bệnh nhân. Ngoài ra, Dben còn bổ sung 13 loại vitamin và 15 loại khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp chống lại xì chét, oxy hóa cho bệnh nhân. Mùi vị thơm ngon, dạng đóng chai thuận tiện sử dụng. Vâng, thưa quý vị, mặc dù một số loại sữa kể trên rất tốt cho người bệnh tiểu đường, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng, nhưng không phải vì thế mà người bệnh có thể tùy ý sử dụng sữa trong khẩu phần ăn của mình. Việc sử dụng đúng nguyên tắc là hết sức cần thiết, giúp người bệnh có được sự kiểm soát đường huyết tốt hơn. Theo chuyên gia dinh dưỡng Hà Quang Huy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, người tiểu đường cần dùng sữa theo 5 nguyên tắc như sau. 5 nguyên tắc sử dụng sữa cho người bệnh tiểu đường. 1. Bạn nên dùng sữa để thay thế cho các bữa chính, chứ không nên dùng bổ sung vào các bữa phụ, vì như thế sẽ làm cho lượng dinh dưỡng trong cơ thể dư thừa, khiến nồng độ gluco trong máu tăng cao. Nếu tới bữa ăn, bạn cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, thì việc thay thế bằng một cốc sữa cho người tiểu đường là hoàn toàn phù hợp. Còn khi đã sử dụng bữa ăn với đầy đủ dinh dưỡng, thì bạn không nên dùng sữa nữa. 2. Đối với những người bệnh mà tình trạng bệnh của họ chỉ mới biểu hiện nhẹ, thì việc dùng sữa phù hợp trong các bữa phụ cũng vẫn rất tốt. Tuy nhiên, người bệnh cần lưu ý giảm lượng đường cũng như tinh bột trong khẩu phần ăn là hết sức cần thiết. 3. Bạn cần chú ý tới chỉ số carbon hydrate trong sữa, in trên nhãn khi chọn sữa, bởi hàm lượng carbon hydrate chính là thủ phạm chính gây nên sự gia tăng đường huyết đột ngột và gây ra những biến chứng tiểu đường. Những loại sữa có hàm lượng carbon hydrate nhỏ hơn 3,1g trên 100ml là phù hợp với người bệnh tiểu đường. Khi pha sữa, cần pha đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tránh pha quá loãng hoặc quá đặc. 4. Tình trạng bệnh của mỗi người là khác nhau, nên hàm lượng sữa được chỉ định, sử dụng cũng không hề giống nhau. Bạn cần thường xuyên kiểm tra đường huyết và tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng sữa như thế nào cho phù hợp với thể trạng của mình. Bởi sử dụng sữa không đúng liều lượng cũng rất nguy hiểm cho tình trạng bệnh. Đặc biệt là việc sử dụng quá nhiều sẽ gây nên nhiều hậu quả xấu. 5. Ngoài việc bổ sung sữa phù hợp trong khẩu phần ăn để có được đầy đủ chất dinh dưỡng và sự kiểm soát đường huyết tốt, bạn cần xây dựng cho mình một chế độ dinh dưỡng khoa học. Ngoài ra, bạn cũng tránh làm việc quá sức, giữ cho tinh thần luôn được thoải mái. Việc luyện tập thể dục thể thao đều đặn để tăng cường sức đề kháng cũng sẽ giúp bạn kiểm soát được bệnh tốt hơn.